Rồi thì ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Khoa Đi Cây đây. Thì ở cái video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn liên kết với tài khoản Twitch với game PUBG trên PC. Thì trước kia thì các bạn việc lấy kết tài khoản các bạn khá là dễ dàng, chỉ cần liên kết với Twitch và là xong. Nhưng bây giờ nó hỏi một số cái rất khá là đau đầu với nhối. Thì họ vừa mới ra mắt hệ thống tài khoản mới tăng cường trải nghiệm để nhận phần thưởng trong game. Hãy điền email của bạn gặp với tài khoản PUBG. Thì cái này các bạn nên điền một cái mail. Ở đây mình sẽ điền một cái mail mình đăng ký sẵn tài khoản Twitch rồi để cho việc liên kết nó sẽ dễ dàng hơn. Thì đầu tiên các bạn hãy điền email của bạn vào, sau đó ấn OK. Thì tiếp đến người ta sẽ gửi đây. Như các bạn có thể thấy, đây mình sẽ dịch ra cho các bạn dễ hiểu. Đó, các bạn cần phải nhập mật khẩu vào cho nếu cái email này chưa là tài khoản thì các bạn có thể nhập mật khẩu vào. Đó, mình sẽ nhập mật khẩu vào cho dễ nhớ. Đó, sau khi nhập mật khẩu xong các bạn tạo tài khoản. Bây giờ chúng ta ấn đăng ký, đăng nhập. Các bạn hãy nhập nguyên cái địa chỉ email của các bạn vừa nhập vào. Đó. Đây. Đó, xong tiếp theo người ta hỏi chúng ta là gửi lại link. Người ta họ gửi một cái mã kích hoạt vào trong Gmail của chúng ta. Thì các bạn hãy vào mail và đọc đây, các bạn có thể thấy. Đó. Nếu các bạn nào không hiểu thì hãy tiếp tục ấn dịch cho mình cho nó dễ hiểu. Đấy, chào mừng các bạn đến tài khoản. Đấy, tạo liên kết của bạn để phép truy cập độc quyền đây. Đây, chúng ta ấn xác nhận đăng ký. Rồi, thì sau khi xuất hiện cái trang đấy, các bạn có thể thấy. Đây, các bạn nhớ để ý dòng này cho mình. Đó, kích hoạt đã thành công này, xin vui lòng đăng nhập lại này. Đó, các bạn lại điền lại thêm một lần nữa cho mình. Đấy. Rồi, thì sau khi tài khoản đã được liên kết xong thì các bạn làm ơn hãy bật sẵn một tab trước đó cho mình ở cái tài khoản Twitch Prime. Cái tài khoản này mình đã để sẵn ở đây. Thì rất đơn giản thôi, các bạn hãy ấn vào liên kết bây giờ. Đó, nếu bạn nào chưa hiện cái dịch sang tiếng Việt thì hãy ấn vào ngay để có thể liên kết. Thì các bạn ấn vào liên kết bây giờ. Xong, thì bây giờ người ta gọi là chúng ta hãy đồng ý để cho Battleground truy cập vào tài khoản của bạn. Thì đây mình đã để sẵn cái tài khoản Twitch Prime của mình đây rồi. Thì mình sẽ ấn ủy quyền cho nó. Rồi, sau khi liên kết đã được gửi xong thì chúng ta hãy vào cái Twitch Prime để nhận quà của nó. Rồi, thì ok, sau khi đã liên kết xong với cái từ cái tài khoản Twitch kia thì mình đã nhận được cái hòm đồ này. Đó, cái hòm đồ mới nhất của cái sự kiện mới này của cái Twitch Prime. Đấy, các bạn có thể làm theo sau khi liên kết. Xong thì bây giờ mình sẽ mở giỏ đồ. Ok. Đó, đồ rất là đẹp. Thôi. Đó, như các bạn có thể thấy cái video này mình đã làm cho các bạn cách để liên kết các tài khoản Twitch của bạn. Trước kia các bạn thì các bạn chỉ cần liên kết thôi, nhưng lần này các bạn phải làm có một bước đó là đăng nhập trên cái trang web của bạn PUBG. Thì ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Rất mong các bạn ủng hộ những video tiếp theo của mình nữa. Thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.